Theo Tổng cục Lâm nghiệp, giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt bình quân 6,57% trên năm, vượt mục tiêu của đề án tái cơ cấu đề ra là 5,5-5,6% trên năm. Trong năm 2016, toàn ngành lâm nghiệp tiếp tục giữ những thành quả đã đạt được và nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch. Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đã trồng 169.451 ha rừng tập trung, đạt 73,1% kế hoạch năm, 43,6 triệu cây phân tán, đạt 87,2% kế hoạch năm. Khai thác rừng trồng tập trung ước đạt 14,86 triệu mét khối, đạt 106% kế hoạch năm. Giá trị xuất khẩu lâm sản chính trong 10 tháng đầu năm 2016 đạt 5.812 tỷ đô la Mỹ. Giá trị xuất khẩu ước cả năm đạt 7,1 đến 7,3 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, tổng giá trị nhập khẩu 10 tháng đầu năm đạt 1,45 tỷ đô la Mỹ, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị xuất khẩu toàn ngành ước đạt cả năm tăng 6-6,5%. Đưa tỷ lệ cà phê hòa tan, cà phê rang xay từ dưới 10% hiện nay lên 30% vào năm 2030. Khuyến khích đầu tư công nghệ chế biến ướt quy mô lớn, gắn với xử lý nước, hạn chế ô nhiễm môi trường. Hiện cà phê Việt Nam đang chiếm khoảng 15% thị phần.